theo bạn, biểu tượng là gì? Đó là những hình thù nhiều màu sắc, những phông chữ và hình ảnh đặc biệt để nhận diện sản phẩm của một thương hiệu trong một thị trường rộng lớn. Biểu tượng còn là một thứ vô hình, thuộc về bản sắc, làm cho thương hiệu của bạn trở nên gắn bó hơn, là cảm xúc mà bạn có thể sử dụng để kết nối với khán giả của mình ngay lập tức. Trong một thế giới nơi mọi người tương tác với hàng trăm biểu tượng mỗi ngày, với những sản phẩm, dịch vụ tương tự nhau và liên tục thay đổi, tại sao khách hàng vẫn chỉ luôn tìm đến và ở lại với một vài thương hiệu trong suốt thời gian dài? Cuốn sách mà Trọng đọc giới thiệu ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta, đặc biệt là những ai đang làm trong ngành marketing, hiểu sâu sắc hơn về quyền lực của biểu tượng, sự khác biệt mang tính quyết định lên vòng đời của một thương hiệu. Nhắc đến câu chuyện làm thương hiệu, bạn không thể bỏ qua những bài học trong cuốn sách Quyền lực biểu tượng với tựa đề gốc là Iconic Advantage của bộ đôi tác giả Sean Yu và Dave Bridge do First News phát hành tại Việt Nam. Diễn giả kiêm tác giả nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tạo Sun Yu và cựu giám đốc sáng tạo của nhiều công ty danh giá nhất Anh Quốc Dave Bridge thông qua cuốn sách này đã mang đến một góc nhìn mới mẻ giúp các công ty tận dụng những gì mình đang có để tạo ra sự khác biệt, thắt chặt mối quan hệ với khách hàng và thu về lợi nhuận bất chấp những biến động của thị trường. Trong cuốn sách, các tác giả cho rằng có quá nhiều công ty đang say mê với cái mới trong khi coi thường giá trị quan trọng đang bị khóa chặt trong các sản phẩm hiện có. Những gì họ phát hiện ra là có 3 nguyên tắc phổ quát để mở ra giá trị mang tính biểu tượng. Thứ nhất là khả năng gây chú ý, thứ hai, khả năng duy trì và cuối cùng là khả năng gia tăng. Cuốn sách cũng hoàn toàn bác bỏ quan niệm cho rằng các thương hiệu mang tính biểu tượng trở nên thành công một cách tình cờ, chứ không phải do mục đích. Các thương hiệu như là Apple, Nike, Disney, Coca-Cola đã có tầm nhìn xa trông rộng cũng như thu hút sự quan tâm đúng cách để những sản phẩm của họ luôn có sức hấp dẫn trường tồn. Qua đó, các tác giả kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các tài sản hiện có và biến chúng thành một sản phẩm khác biệt, phù hợp và phổ quát hơn, biến nó trở thành một sản phẩm mang tính biểu tượng và có sự gắn kết về mặt cảm xúc với khách hàng. Bên cạnh đó, cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn chính xác những việc mà bạn cần phải làm và những việc bạn không nên làm. Quan trọng hơn cả là những hướng dẫn cụ thể bạn có thể làm được đều tương tự để xây dựng một thương hiệu mang tính biểu tượng về các doanh nghiệp lớn và nhỏ đã làm điều này. Bạn đọc sẽ có cơ hội tiếp cận với các chiến lược mang tên lợi thế biểu tượng đã được rất nhiều doanh nghiệp thành công trên thế giới áp dụng. Wensie, đồng điều hành công ty Kleiner Perkins Coie Bayers, đánh giá đây là chiến lược vô cùng quan trọng, không những đối với các công ty khởi nghiệp mà còn với tất cả các thương hiệu lớn trên toàn cầu. Cuốn sách được các tác giả viết theo một cách dễ tiếp cận và thú vị, giúp truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất. Rất nhiều nghiên cứu điển hình đã giúp họ minh họa những ý tưởng hữu ích mà họ muốn truyền đạt. Với nội dung mới lạ, hữu ích cùng khả năng dẫn dắt lôi cuốn, quyền lực biểu tượng đã giành được nhiều đánh giá tích cực và nằm trong danh sách bán chạy nhất của Amazon, là cuốn sách mà bất kỳ ai quan tâm đến việc xây dựng một thương hiệu trường tồn cũng nên đọc qua ít nhất một lần. Trong bối cảnh các công ty mới liên tục xuất hiện, thách thức là làm thế nào để duy trì tính phù hợp và mang tính thương mại trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng. Cuốn sách Quyền lực biểu tượng là một lời khuyên đắt giá. Không phải tất cả sự đổi mới đều phải hoàn toàn mới, và đổi mới với cái cũ hoàn toàn có thể đem lại sức mạnh diệu kỳ.